Nho bong non còn được gọi là sự bong sớm của nho thai chưa trưởng thành, là một biến chứng nghiêm trọng của thai kỳ. Các vỏ nho thai tách ra khỏi bên trong của tử cung trước khi sinh. Nho bong non được phân thành 3 cấp độ, 1, 2, 3 từ nhẹ đến nặng. Tuy nhiên, vẫn chưa nhiều mẹ bầu biết về triệu chứng này. Hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây để có thể bảo vệ bản thân tốt hơn nhé. 1. Nguyên nhân gây nho bong non. Bất cứ nguyên nhân nào làm vỡ mạch máu bánh nho bám vào thành tử cung đều có thể dẫn đến nho bong non. Trong các trường hợp nặng, tổn thương có thể lan tỏa tới các cơ quan khác như vòi trứng, buồng trứng, thận, gan, tụy. Bệnh lý chấn thương từ bên ngoài, bất thường về bánh nho, tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong khi mang thai, nước ối vỡ nhanh đều có thể là nguyên nhân dẫn đến nho bong non. Một số trường hợp gây nho bong non như chấn thương bụng, thường do tai nạn xe máy hoặc bị ngã, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động hay bị trực tiếp đánh lên bụng. Một vài thủ thuật xâm lấn trong sản phụ khoa gây chảy máu bánh nho, hình thành khối máu tụ sau nhau, gây nho bong sớm trước khi chuyển dạ. 2. Triệu chứng. Các triệu chứng của nho bong non bao gồm chảy máu tử cung, co thắt tử cung bất thường và suy thai dựa trên các xét nghiệm kiểm tra tim thai, các cơn co thắt gây đau, mệt mỏi, huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, đau bụng và đau lưng. Ngoài ra, tùy theo mức độ của nho bong non mà có triệu chứng khác nhau. Đối với nho bong non độ 1, có hiện tượng chảy máu nhẹ từ âm đạo, các cơn co thắt tử cung nhẹ, sinh hiệu ổn định và nhịp tim của thai nhi ổn định, xét nghiệm đông máu bình thường. Nho bong non độ 2 có hiện tượng chảy máu vừa phải, co thắt bất thường, huyết áp thấp, suy thai và đông máu bất thường. Nho bong non độ 3, nặng nhất, hiện tượng này xuất hiện chảy máu và co thắt mạnh, huyết áp rất thấp, thai chết và khó đông máu. 3. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc nho bong non. Tiền cân nho bong non. Nếu bạn đã từng bị bong nho thai, bệnh có nguy cơ tái phát cho lần mang thai tiếp theo. Huyết áp cao. Có huyết áp làm tăng nguy cơ nho bong non ở thai phụ. Vỡ ối sớm. Trong thời gian mang thai, thai nhi được bao bọc và đệm bởi một màng chứa đầy dịch lỏng gọi là túi ối. Nguy cơ nho bong non tăng lên nếu túi ối bị vỡ trước khi bắt đầu chuyển dạ. Đa thai. Nếu bạn sinh đôi hay sinh ba, việc sinh bé đầu tiên có thể dẫn đến những thay đổi trong tử cung, gây bong nho thai trước khi bé sau ra đời. Ngoài ra, nho bong non còn phổ biến hơn ở phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi. 4. Cách xử lý. Việc điều trị sẽ được diễn ra trong bệnh viện. Bạn sẽ được truyền dịch tĩnh mạch, tiêm thuốc để ổn định huyết áp và duy trì lưu lượng nước tiểu ổn định. Trong vài trường hợp khẩn cấp, bác sĩ cần mổ lấy đứa bé hoặc truyền máu. Hầu hết trẻ sơ sinh đã đủ tháng trong tình trạng nho bong nhẹ, có thể được sinh tự nhiên nhưng cần một bác sĩ chuyên khoa sản nhi chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, để hạn chế diễn biến của nho bong non, các mẹ nên khám tiền sản sớm và liên tục để phát hiện và điều trị kịp thời tại bệnh viện. Bên cạnh đó, điều trị các bệnh như tiểu đường và cao huyết áp sớm sẽ giảm nguy cơ nho bong non. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!